miệng ra, hít hơi vô bằng miệng, ngậm miệng lại, sau cơ ta chu chân, thở ra bằng mũi. Rồi đổi qua chân này, tay này. Thả miệng ra, hít hơi vào, ngậm miệng lại, nâng chân lên. 1, 2, 3, 4, 5. Thả chân xuống, thở ra bằng mũi. Nè, động tác tay với hơi thở nè. Thẳng tay ra phía trước, thẳng tay ra, thả miệng ra, hít hơi vào, ngậm miệng lại. Rồi mặt cúi đầu xuống. Rồi đếm 1, 2, 3. Thở nhẹ hơi ra bằng lỗ mũi. Rồi kéo tay qua kiểu nàng tiên cá nè. Rồi ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Khi mà mình ngẩng mặt lên là mình thả miệng ra nha, hít hơi vào nha. Đi đà, lên tập. Kéo tay kiểu nàng tiên cá chung với bạn Sumi luôn. Ngồi xích qua nè Ti Đà. Nè bây giờ thẳng tay nâng tay lên là hả miệng ra, hít hơi vào nè. Rồi úp mặt xuống nè, úp mặt xuống ngay chỗ cánh tay của mình nè. Rồi đếm 1, 2, 3. Thở nhẹ hơi ra bằng mũi. Xong rồi mắt nhìn theo chiều bàn tay của mình nè. Chiều bàn tay, mắt nhìn theo bên chiều bàn tay nè. Kéo tay qua, nhấn xuống, đưa tay về trước ngực nè. Rồi đưa thẳng tay lại phía trước, úp mặt xuống. 1, 2, 3. Thở nhẹ ra bằng mũi. Rồi kéo tay qua, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Kéo tay kết hợp thở kiểu nàng tiên cá, hít hơi vào, thả miệng ra, hít hơi vào, ngậm miệng lại, úp mặt xuống. Đếm 1, 2, 3. Thở nhẹ ra bằng mũi, mắt nhìn theo chiều tay khi kéo tay. Rồi khi kéo tay là ngẩng mặt lên, hít hơi vào, thả miệng ra, hít hơi vào. Rồi úp mặt xuống rồi. 1, 2, 3. Thở ra. Rồi kéo tay, thả miệng ra, hít hơi vào. Rồi úp mặt xuống lại. Đúng rồi. 1, 2, 3. Thả miệng ra, hít hơi vào. Đúng rồi. Giống nàng tiên cá nha, không được giống con ếch nữa nha. Thả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống, đếm 1, 2, 3. Thở nhẹ ra bằng mũi. Rồi mắt nhìn theo chiều bàn tay, thả miệng ra, hít hơi vào, kéo tay qua. Rồi đưa tay về trước ngực. Rồi ngậm miệng lại, úp mặt xuống, thẳng tay ra lại. 1, 2, 3. Thả miệng ra, hít hơi vào. Đúng rồi, đưa tay về trước ngực, úp mặt xuống lại. Rồi 1, 2, 3. Thở nhẹ ra bằng mũi. Rồi kéo tay qua, thả miệng ra, hít hơi vào, đưa tay về trước ngực. Rồi bây giờ Sumi và Ti Đà sẽ cùng tập thở nước và kéo tay giống như hồi nãy mình ngồi trên bờ. Hít hơi vô bằng miệng, rồi úp mặt xuống, đếm 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi, rồi kéo tay qua, nhấn xuống, ngẩng mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vào. Rồi đúng rồi. 1, 2, 3. Ti Đà làm làm thử. Ti Đà lạnh hả? Mời Ti Đà lên bờ chạy đi. Nhớ ngậm miệng lại nha Sumi nha. 1, 2, 3. Thở ra mũi, kéo tay qua, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. 1, 2, 3. Thở ra mũi, kéo tay qua, thả miệng ra, hít hơi vào. Đúng rồi. 1, 2, 3. Kéo tay qua, ngẩng mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vào. Đúng rồi. 1, 2, 3. Kéo tay qua, thả miệng ra, hít hơi vào. Wow, bạn Sumi giỏi quá à. Wow. Úp mặt xuống, thở ra bằng mũi, kéo tay qua, ngẩng mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vào. 1, 2, 3. Yeah, bạn Sumi làm đúng rồi đó. Chúc mừng bạn Sumi. Bạn Sumi là cá nồng nọc. Cá nồng nọc xuất sắc nhất của ngày hôm nay. Bây giờ Tuy Ôn sẽ hướng dẫn bạn Sumi biến hình thành con ếch nha. À, con ếch đâu. Không, cái chân bơi kiểu con ếch nhưng mà cái tay là của nàng tiên cá. Ha. Chân con ếch. Rồi, chân con ếch là như thế nào? Thôi vào sau thì cái chân mình nổi lên nè. Tôi đếm nè, thì cái chân tôi đếm nè nha. 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Rồi tôi hít hơi vào tiếp. Tôi hít hơi vào tiếp. Rồi tôi 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Hít hơi vào tiếp. 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Hít hơi vào tiếp. 1, 2, 3.
hít hơi vô bằng miệng, làm động tác chân 1, 2, 3, thở nhẹ ra bằng mũi là xong. Là mình có thể sắp trở thành nàng tiên cá. Sướng không? Rồi bây giờ Sumi dám để chống tay lên đây không? Sợ chống tay hả? Vậy để dám để tay lên đây không? Mức này nè, để tay lên đây nè. Đó, làm như vậy á thì Sumi dễ bơi trở thành nàng tiên cá hơn. Bởi vì làm ở trên này Sumi á, lúc mà Sumi úp mặt xuống là Sumi cái mũi Sumi dưới nước nè, là Sumi nó hít hơi vô bằng miệng xong rồi úp mặt xuống nước, rồi để làm động tác chân 1, 2, 3 rồi thở ra bằng mũi đúng không? Rồi xong rồi mới ngẩng mặt lên hít hơi vào. Làm thử một cái coi được không nha. Hít hơi vô bằng miệng, rồi úp mặt xuống nước, làm động tác chân 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, rồi ngẩng mặt lên hít hơi vào. Đó, rồi gần được rồi đó. Tốt á. Hít hơi vô bằng miệng, rồi úp mặt xuống nước, làm động tác chân 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, thở ra bằng mũi dưới nước á.